Google nói thẳng sẽ không trả tiền bản quyền cho báo chí gốc. Theo hãng tin AP, một lãnh đạo của Google ngày 25 tháng 9 cho biết Google sẽ không trả tiền cho các hãng tin tức, truyền thông để được đăng những trích đoạn tin tức, hình ảnh hay video trong kết quả tìm kiếm của họ nữa. Dù vậy, Google cũng sẽ không hiển thị những nội dung đó nếu chưa được phía các cơ quan sở hữu tin tức cho phép. Kể từ tháng 7 năm nay, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu, EU, phê chuẩn luật cải cách bản quyền mới trên diện rộng. Một trong những mục tiêu cải cách của luật này nhằm bắt các công ty Internet lớn như Google, Facebook phải trả tiền bản quyền khi sử dụng lại tin tức gốc cho các cơ quan truyền thông, báo chí. Ông Richard Ra, phó chủ tịch phụ trách tin tức của Google, nói với các nhà báo tại Paris rằng vấn đề bây giờ sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mọi cơ quan thông tấn, báo chí có trụ sở tại châu Âu. Lúc này họ sẽ phải quyết định có cho phép Google hiển thị những đoạn nội dung ngắn từ các bài báo hay các hình ảnh này đi kèm trong các kết quả tìm kiếm của Google tại Pháp hay không. Nếu họ chấp nhận, các cơ quan thông tấn sẽ không được nhận gì từ Google, ông Richard Ra nói. Nhưng nếu họ không đồng ý, trong kết quả tìm kiếm của Google sẽ chỉ hiển thị đúng một dòng tít và đường link dẫn tới bài báo của họ. Theo AP, điều này có thể gây sụt giảm đáng kể lượng người đọc online với một số báo trang mạng online, vì người dùng Internet có xu hướng thích bấm vào các kết quả tìm kiếm có trích đoạn thông tin và hình ảnh đi kèm. AP cũng đã tham gia vận động cho việc thông qua luật yêu cầu trả tiền bản quyền cho báo chí gốc. Luật bản quyền mới của EU được thông qua từ tháng 3 năm ngoái trong bối cảnh giới truyền thông, báo chí phản ứng gay gắt khi các ông lớn công nghệ kiếm lợi rất nhiều từ việc quảng cáo đi kèm với những kết quả tìm kiếm hiển thị nội dung thông tin gốc của họ mà không có động thái chia sẻ nguồn lợi này.